Xin chào các bạn, hôm nay sẽ là phần thi bơi của mấy bạn nồng nọc. Không, con cá nồng. Những bạn các bạn nồng nọc ơi lại đây để tôi giới thiệu với mọi người biết về các bạn nha. Xin giới thiệu với các bạn, đây là bạn nồng nọc Trúc, gọi là Trúc siêu nhân. Tiếp theo giới thiệu với bạn, đây là bạn nồng nọc Ti Đà, gọi là Ti Đà siêu mẫu. Giới thiệu tiếp đến các bạn, đây là bạn nồng nọc Ben, gọi là Ben siêu đẳng. Và giới thiệu tiếp đến các bạn, đây là bạn nồng nọc Su Mì, gọi là Su Mì siêu vui. Rồi bây giờ là phần thi bơi ếch. Bạn nào bơi giống kiểu ếch nhất thì sẽ không làm nồng nọc nữa mà cho tiến hóa thành ếch luôn. Không, còn đây muốn làm cá mập luôn. Riêng bạn Su Mì. Riêng con thì sao? Các bạn này là thi bơi ếch. À, là giúp bạn. Còn bạn này là cũng thi bơi ếch nhưng mà là bơi ếch đi nước chứ không phải là thi ếch bơi. Vậy cho em là giám khảo thôi. Đúng rồi. Và bạn người cá Luna sẽ làm giám khảo. Rồi. Các bạn vô vị trí xuất phát là cái lằn. Cái lằn này dưới nước nè. Vô dưới ngay cái lằn này. Tôi đếm 1 2 3 là bắt đầu bơi. Rồi. Mấy bạn bơi. Còn em là đi ha. Mấy bạn là bơi ếch, còn em là đi ếch nha. Hít hơi vào, úp mặt xuống, bước chân 3 bước. 1 2 3 rồi thở ra bằng mũi. Rồi bắt đầu vô. Rồi vô Ti Đà vô. 1 2 3 bắt đầu. Bơi ếch đúng nha, ai bơi ếch sai là đi phạt. 1 2 3 bơi ếch đúng chứ không phải là bơi nhanh nha. Rồi đúng rồi. Su Mì. Hít hơi vào, úp mặt xuống Su Mì, đi nước. Đi nước. Rồi mấy bạn này đúng chưa? Giám khảo này nói coi bạn Sơn Phúc coi cái chân bị sai. Sơn Phúc coi cái chân giống như bơi bơi sải vậy đó. Là Ben siêu đẳng bị thua rồi đúng không? Không, em có bơi hỏi là lần nào rồi. Không được quá. Rồi chấm điểm coi bạn này sao, bơi được không? Được, em nó bơi được. Rồi bạn này, còn bạn Ti Đà. Ti Đà bơi tốt. Ti Đà siêu mẫu bơi tốt. Trúc siêu nhân bơi tốt. Riêng Ben siêu đẳng bơi sai. Giám khảo Luna đã nói rồi. Rồi bơi lại đem bắt. Bơi lại. Bơi lại để tôi chấm điểm. Bơi lại tôi chấm điểm. Không bơi lắm. Rồi, tôi chấm điểm lại, chấm điểm lại. Bơi lại, chấm điểm lại. Chấm điểm lại. Không em muốn bơi nữa. Vậy lên bờ về, đi lên bờ về, đi về. Vậy em phải cố gắng tập luyện cho em đúng. Em có bơi sải gì lần nào đâu. Rồi cố gắng lần sau mình thi cho giỏi ha. Đừng có chùi lỗ mũi kiểu đó, tôi chỉ chùi lỗ mũi sao. Đúng rồi, giỏi, bắt tay. Lần sau thi tiếp. Bơi thua. Bơi thua buồn. Vậy lần sau em phải nghe lời Ti Un nha. Thôi em đâu có bơi sải nào đâu. Vậy giờ em bơi lại một lần không. Coi Ti Un chấm điểm lại coi. Sao Ti Un bơi nữa. Trời ơi, bây giờ mình cứ bơi mình ba thằng ớt mà vậy mình cho lần cơ cá hả. Ti Un rất sợ những đệ tử cá tính mạnh như bạn Phúc. Không phải dạy không được mà là mất thời gian quá. Trong khi một giờ đồng hồ có thể dạy được cho nhiều bạn, nhưng với bạn Phúc thì hơi bị khó. Bơi thì Ti Un đã nói rồi, bơi là phải đúng. Mà không bơi đúng là sẽ thua. Nên mấy bạn mà muốn làm đệ tử của Ti Un phải nghe lời nhé. Nếu ai không nghe lời thì phải chia tay.
vì thời gian của Tiêu Ân không có nhiều. Nhưng Tiêu Ân hy sinh dành cái thời gian đó để giúp cho các bạn tiến hóa từ người thường thành người cá, để các bạn phụ Tiêu Ân bảo vệ thiên nhiên và động vật. Nhưng tính cách của mình phải thuần thiện, thuần tịnh mới có thể học được những kỹ năng bơi lội đỉnh cao của Tiêu Ân. Như bạn nồng nọc Sumi nè, dễ thương, ngoan ngoãn, nói tới đâu là làm y chang tới đó, như vậy mới thành người cá được. Còn bạn Phúc sau bữa hôm nay nên ở nhà học bơi online do Tiêu Ân hướng dẫn, rồi tu sửa lại bản thân để có thể hòa nhập cùng các bạn. Tiêu Ân không dạy cách bơi để hơn thua, vì thế giới này đã quá tải sự hơn thua rồi. Nên làm người cá phải biết nhường nhịn mới có thể chiến thắng bản thân được nha Phúc. Tạm biệt em. Ok, bây giờ thi tiếp. Chào mừng các bạn đến với cuộc thi nòng nọc đứt đuôi. Ở đây sẽ có 4 thí sinh dự thi, đó là Ti Đà, Siêu Mẫu, Tôm, Siêu Dễ Thương, em là gì? Trúc Siêu Nhân. Và đây Siêu Mì, Siêu Vui. Đúng rồi, các bạn nòng nọc bây giờ sẽ thi để chuẩn bị đứt đuôi thành ếch. Rồi, các bạn chỉ cần bơi thẳng ra bên đây là được. Bơi thẳng ra ngoài đây nha. Vô ngồi ghế để bơi thẳng ra phía trước. Thi đua bơi thẳng ra phía trước. Tiêu xin thông báo nha, mình sẽ thi bơi đúng và đẹp. Em là bơi ếch đứng nước, còn mấy bạn này là bơi ếch nằm nha. Em là bơi ếch đi, còn mấy bạn là bơi ếch nằm. Rồi, nâng tay lên, hít hơi vào, sẵn sàng hết chưa mấy em? Đeo mắt kính vào. Tôm, bơi đúng và đẹp. Ô, Ti Đà ngồi sẵn kiểu con ếch luôn kìa. Rồi đi. Nè, bạn ấy ngồi sẵn. Ô, ngồi sẵn kiểu con ếch luôn không? Thôi, mình bơi, mình em ngồi vậy được. Em nhớ nha. Hít hơi vào, úp mặt xuống, đi 1, 2, 3, thở ra bằng mũi nha. Rồi ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Rồi, sẵn sàng hết chưa? Mời giám khảo Luna xuống trước để quan sát. Xuống quan sát coi nước có tốt chưa? Mặt bằng có thoáng chưa? Để chuẩn bị các thí sinh bơi qua. Tiêu nói 1, 2, 3 bắt đầu là mấy em bơi tới nha. Đúng và đẹp nha, không bơi nhanh nha. Các em ơi, bơi ếch quan trọng nhất là kết hợp tay và thở. Còn các em nòng nọc này, tay và thở còn dở quá, chỉ có bạn Tôm là làm được nhất. Su Mì, Trúc, Ti Đà, mấy ngón tay của các em bị hở ra rồi kìa. Nhớ phải khép sát lại mới có lực kéo tay, đẩy nước ngẩng mặt lên nhé. Làm gần đúng hết rồi, chỉ cần tay làm đẹp nữa là thôi. Quá tuyệt. Nhớ các bạn Tôm sao? Qua này.
hả? Bạn tôm bơi đúng quá mà bạn nhìn không ra luôn hả? Không sao, tôi đã thấy bạn tôm bơi rồi, bạn tôm bơi rất tốt luôn. Cho bạn tôm làm nồng nọc đứt đuôi luôn. Giỏi quá. Rồi đúng rồi, còn bạn su mì sao? Su mì sao nè? Rồi, vậy là hả, bạn su mì là nồng nọc đứt đuôi luôn đúng không? Mà là bạn su mì là nồng nọc đứt đuôi mà không có bơi mà là đứng nước, quá giỏi. Chân ếch, chân ếch, chân ếch sao? Chân con ếch sao? Ô, bạn su mì sắp thành ếch luôn rồi. Wow, bạn su mì sắp thành ếch luôn rồi, cái chân bạn vậy nè. Giỏi quá vậy ta.